Sáng 12 tháng 6 tại huyện Tràm Bom, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Dự lễ có Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Theo sở Y tế, sốt xuất huyết đang ngày càng trở thành mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng với khoảng 4 tỷ người ở 130 quốc gia được xác định là có nguy cơ nhiễm virus gây bệnh. Để kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước ASEAN trong phòng chống sốt xuất huyết, hướng tới một cộng đồng ASEAN không còn sốt xuất huyết. Từ năm 2011, Tổ chức Y tế Thế giới và các nước thành viên ASEAN đã thống nhất chọn ngày 15 tháng 6 hàng năm là ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch sốt xuất huyết. Năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 172.000 ca mắc, 43 người tử vong. Còn tại Đồng Nai, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc với 273 ổ dịch. Toàn bộ các ổ dịch đã được phát hiện xử lý. Chuyển tải thông điệp đến mọi người dân cái nhận thức và cách đầy đủ hơn về tình hình sốt huyết để cùng chung tay là với mỗi người một việc để giúp sức để cùng cùng với hệ thống y tế và các cái cơ quan ban ngành để cùng nhau để loại trừ cái những cái mầm mống để gây bệnh sốt huyết hiện nay Hiện Đồng Nai đang bước vào mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển nên dự báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát mạnh trong những tháng tới. Theo Sở Y tế, để ngăn chặn và đẩy lùi dịch sốt xuất huyết một cách hiệu quả triệt để thì sự tham gia tích cực chủ động của người dân vẫn là yếu tố cốt lõi. Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, trường học, doanh nghiệp thường xuyên thực hiện dọn dẹp vệ sinh chỗ ở, nơi làm việc từ trong nhà đến xung quanh nhà, không để vật động nước làm phát sinh lăng quăng bọ gậy phòng chống muỗi đốt.